Thưa quý vị, cũng trong ngày hôm qua, Bộ Y tế đã ban hành quyết định số 5002 quyết định của Bộ Y tế về việc hướng dẫn sửa đổi bổ sung hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em. Trong đó có lưu ý rõ trường hợp nào đủ điều kiện tiêm, trường hợp nào trì hoãn thận trọng. Tại quyết định này, Bộ Y tế bổ sung bản kiểm trước tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đối với trẻ em. Bản kiểm trước tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đối với trẻ em bao gồm nội dung đo thân nhiệt, nhịp tim và 8 nội dung khám sàng lọc như có tiền sử rõ ràng phản vệ với vaccine phòng COVID-19 lần trước hoặc các thành phần của vaccine phòng COVID-19, đang mắc bệnh cấp tính, mãn tính, tiến triển, tiền sử dị ứng với bất kỳ dị nguyên nào. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin nhật ký chống dịch COVID-19 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, theo thống kê trên cổng thông tin tiêm chủng ngày 30 tháng 10, cả nước đã tiêm được hơn 80 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Như vậy, sau khi vượt mốc hơn 75 triệu liều vào ngày 26 tháng 10, thì trong 4 ngày từ ngày 26 đến 29 tháng 10, cả nước đã tiêm thêm được 5,4 triệu liều vaccine. Trung bình một ngày tiêm được hơn 1,352 triệu liều. Trong đó, trong tổng số 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, chỉ còn 2 tỉnh có tỷ lệ người dân trong độ tuổi được tiêm ít nhất một mũi vaccine đạt dưới 50%, gồm Thanh Hóa 46,85%, Nghệ An 47,11%. Tại thành phố Hồ Chí Minh, theo thống kê trên cổng thông tin COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh, đến thời điểm này đã có 21 trên 22 quận huyện hoàn thành 100% tiêm mũi 1 cho người dân. Quận 10 là quận duy nhất chưa đạt tỷ lệ này, 97%. Số quận huyện, thành phố đã tiêm mũi 1 và mũi 2 cho 100% dân số trong độ tuổi trên địa bàn, gồm huyện Củ Chi, các quận 5, 7, 11, Phú Nhuận và thành phố Thủ Đức. Các quận huyện còn lại tiêm mũi 2 đạt từ 75 đến 99%. Thành phố Hồ Chí Minh cũng là địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Tối ngày 30 tháng 10, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Hà Nam công bố thêm 20 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó có 11 F0 phát hiện ở khu phong tỏa và tại nhà, còn lại ghi nhận tại khu cách ly và thông qua lấy mẫu sàng lọc tại cơ sở y tế. Như vậy, kể từ ca bệnh ở thôn Lê Lợi, xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào chiều ngày 19 tháng 9, Hà Nam ghi nhận đã có 933 ca bệnh. Trong khi đó, tại Phú Thọ, trước diễn biến rất phức tạp, khó lường của dịch COVID-19 trên địa bàn, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Việt Trì, huyện Phù Ninh, Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp tỉnh, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh tiếp tục tạm dừng đến trường và tổ chức dạy học trực tuyến từ ngày 1 tháng 11 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới. Theo Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Phú Thọ, tính đến 18 giờ ngày 29 tháng 10, toàn tỉnh ghi nhận 19 giáo viên và 184 học sinh mắc COVID-19. Tại Hà Nội, tối ngày 30 tháng 10 cho biết, trong 24 giờ qua, thành phố ghi nhận 42 ca dương tính mới, trong đó có 4 ca trong cộng đồng, khu cách ly 31, khu phong tỏa 7. Các ca mới được phân bố theo 8 quận huyện, Quốc Oai 18, Mê Linh 13, Đống Đa 3, Hà Đông 2, Hoàng Mai 2, Hoàng Kiếm 2, Nam Từ Liêm 1, Đông Anh 1. Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin Truyền thông cho biết lãnh đạo 3 bộ Y tế, Công an, Thông tin và Truyền thông đã thống nhất sử dụng 3 ứng dụng liên quan phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, gồm PC COVID Quốc gia, ứng dụng phục vụ phòng chống dịch COVID-19, VNEID, ứng dụng phục vụ định danh người dân, xác thực người dân do Bộ Công an quản lý và là ứng dụng tồn tại lâu dài để phục vụ xã hội. Sổ sức khỏe điện tử, ứng dụng quản lý thông tin sức khỏe của người dân suốt đời, trong đó có dữ liệu về tiêm chủng do Bộ Y tế quản lý. Ba nền tảng này sẽ liên thông dữ liệu với nhau, xác thực thông tin cho nhau. Địa phương không phát triển thêm phần mềm ứng dụng khác, tránh gây phiền hà cho người dân. Các bộ đề nghị các địa phương triển khai dùng chung một mã QR. Cụ thể, người dân sẽ sử dụng mã QR trên thẻ căn cước công dân. Đối với trường hợp chưa cấp thẻ căn cước công dân thì sử dụng mã số công dân. Khi sử dụng trên ứng dụng di động thì dùng chung mã QR do Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý. Chuyển sang các tin tức quốc tế. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Á-Âu, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Dịch tễ Trung ương Nga, ông Alexander Golerov nhận định rằng không thể đặt ra thời hạn rõ ràng có thể kiểm soát sự lây nhiễm của dịch bệnh do virus sẽ ngày càng phát triển và nhiều khả năng sẽ trở thành bệnh theo mùa. Quá trình này phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Cũng theo nhà dịch tễ Nga, cho đến nay không có phương pháp điều trị hay loại thuốc kháng virus nào trên thế giới có thể điều chỉnh hay làm chậm quá trình lây nhiễm. Việc tiêm vaccine không đồng đều và chưa rộng rãi hiện nay cũng không thể ngăn chặn triệt để sự lây nhiễm của virus. Mặt khác, ông cảnh báo hiện nay đã xuất hiện một số trường hợp virus SARS-CoV-2 truyền từ người sang động vật, chứng minh sự phát triển của các đột biến virus là rất khó lường.
Tại hội nghị thượng đỉnh G20 tổ chức tại Rome, Italia, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng các thành viên nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 phải nhanh chóng tìm ra giải pháp để công nhận vaccine và chứng chỉ tiêm phòng vaccine COVID-19 của nhau. Ông cũng kêu gọi Tổ chức Y tế Thế giới WHO đẩy nhanh tiến trình ra quyết định cấp phép vaccine. Theo ông Putin, do virus SARS-CoV-2 vẫn tiếp tục biến đổi, thế giới vẫn phải tìm ra các cơ chế để nâng cấp nhanh chóng và có hệ thống các loại vaccine. Vì vậy, Tổng thống Nga cho rằng điều quan trọng đối với WHO là đẩy nhanh tiến trình đánh giá và cấp phép đối với vaccine và thuốc mới trong ngăn ngừa và điều trị COVID. Người phát ngôn Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc Mễ Phong cho biết, tình hình lây nhiễm COVID-19 nội địa đang nghiêm trọng, phức tạp và vẫn phát triển rất nhanh chóng. Cùng ngày, bác sĩ Trung Nam Sơn, nhà dịch tễ học hàng đầu Trung Quốc bày tỏ lo ngại đợt bùng phát hiện nay khó có thể được dập tắt triệt để trong thời gian ngắn, dù vẫn lạc quan Trung Quốc đủ sức khống chế trong vòng một tháng. Đợt bùng phát COVID-19 mới nhất tại Trung Quốc tiếp tục lan rộng, với ít nhất 14 tỉnh thành đã ghi nhận ca nhiễm. Nước này hôm nay công bố thêm 59 ca nhiễm cộng đồng, con số cao nhất kể từ giữa tháng 9, bao gồm 2 trường hợp ở Bắc Kinh liên quan đến một nhóm du khách. Theo cơ quan kiểm soát và phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc KDCA, nước này có thêm 2.104 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 2.089 ca lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca bệnh lên 362.639 ca. Đây cũng là ngày thứ 3 liên tiếp số ca mắc mới COVID-19 ở Hàn Quốc vượt hơn 2.100 ca. Hàn Quốc cũng có thêm 13 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong đến nay là hơn 2.830 ca. Số ca bệnh gia tăng làm dấy lên lo ngại về một làn sóng lây nhiễm mới trong bối cảnh Hàn Quốc ngày 1 tháng 11 sẽ nới lỏng một loạt biện pháp phòng chống dịch để chuyển sang trạng thái bình thường mới. Một nghiên cứu mới được công bố cho thấy nguy cơ mắc COVID-19 sẽ cao hơn gấp 5 lần đối với những trường hợp không tiêm chủng, trong khi đã từng nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh này. Khoảng 6.000 người trong số các trường hợp được nghiên cứu đã được tiêm chủng đầy đủ với vaccine của Moderna hoặc Pfizer-BioNTech từ 3 đến 6 tháng trước khi nhập viện. Trong khi đó, 1.000 người còn lại là những trường hợp chưa tiêm chủng mà đã mắc COVID-19 cách đó 3 đến 6 tháng. Nghiên cứu chỉ ra rằng khoảng 5% bệnh nhân đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, trong khi tỷ lệ này ở nhóm chưa tiêm chủng là khoảng 9%. Dựa trên các dữ liệu liên quan khác như là tuổi tác và mức độ lây nhiễm ở các khu vực khác nhau của nước Mỹ, các nhà khoa học đã ước tính ra rằng nguy cơ tái mắc bệnh ở nhóm chưa được tiêm phòng thậm chí còn cao hơn so với tỷ lệ nêu trên. Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn trong vòng 2,5 ngày từ ngày 10 đến 12 tháng 11 tới đây. Một vấn đề được nhiều cử tri quan tâm đó là sẽ chất vấn về giá dịch vụ y tế, giá xét nghiệm dịch COVID-19. Và đây là những thông tin mà Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã chia sẻ tại Quốc hội chiều hôm nay, 30 tháng 10. Theo Tổng thư ký, Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn theo phương pháp hỏi nhanh, đáp gọn. Đại biểu hỏi không quá 1 phút, lãnh đạo chính phủ trả lời không quá 3 phút. Nhóm vấn đề đầu tiên là lĩnh vực y tế. Kỳ này sẽ chất vấn liên quan đến cái công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 thời gian vừa qua và chiến lược phòng chống dịch cũng như là chiến lược về vaccine trong thời gian tới. Thứ hai đó là cái việc đảm bảo cung cấp và quản lý giá xét nghiệm đối với các cái vật tư y tế của liên quan đến COVID-19, rồi thuốc chữa bệnh, trang thiết bị y tế và sinh phẩm xét nghiệm. Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ chất vấn về lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội, chất vấn thực hiện gói hỗ trợ cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, công tác bảo vệ quyền trẻ em, đặc biệt là trẻ em mồ côi do đại dịch, tình trạng lao động di rời về quê, giải pháp tháo gỡ và chính sách thu hút lao động. Trách nhiệm chính trả lời chất vấn là Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Hai nhóm vấn đề còn lại là lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Thủ tướng, các phó thủ tướng và các bộ trưởng, trưởng ngành liên quan sẽ cùng tham gia trả lời chất vấn liên quan 4 vấn đề này.